vận động viên Timor-Leste theo cờ Việt Nam khi về nước. Mọi người chào đón tôi với hai tấm huy chương bạc và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng tôi. Họ gửi lời cảm ơn rất nhiều đến người dân Việt Nam, Felisberto Zedius nói với Dinh từ Timor-Leste. Sau khi tham dự lễ bế mạc SEA Games 31, vận động viên điền kinh Felisberto Zedius cùng đoàn thể thao Timor-Leste đáp chuyến bay về tới thủ đô Dili hôm ngày 25 tháng 5. Họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở quê nhà. Ông Antonio Guterres, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Timor-Leste cũng có mặt ở sân bay để chúc mừng những người hùng. Chia sẻ với Dinh, vận động viên Felisberto Zedius bày tỏ niềm vui và xúc động khi hàng trăm cổ động viên tập trung để đón đoàn dù thời tiết nắng nóng. Anh cũng có màn diễu hành bằng ô tô trên đường phố để chia sẻ niềm vui với mọi người. Các cổ động viên gửi lời cảm ơn rất nhiều đến người dân Việt Nam đã ủng hộ tôi, cũng như yêu thương và quan tâm đoàn vận động viên Timor-Leste trong thời gian chúng tôi ở Việt Nam. Anh nói, trong hành trình hồi hương, Felisberto luôn mang theo chiếc mũ cối cùng lá cờ Việt Nam mà anh được tặng ở Hà Nội. Hình ảnh chàng trai nằm ngả lưng tại sân bay khi quá cảnh tại Malaysia khiến dân mạng xúc động khi anh không rời những món quà giản dị này. Felisberto đã gặp lại cha mẹ và người thân để chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình. Ngày 27 tháng 5, anh cùng các vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 31 sẽ tham dự lễ vinh danh của chính phủ Timor-Leste. Tại SEA Games 31, Felisberto Zedius, sinh năm 1999, giành hai tấm huy chương bạc ở nội dung chạy 5.000m và 10.000m nam. Đây là huy chương điền kinh đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường này của Timor-Leste. Hình ảnh Felisberto cầm lá cờ Việt Nam trên tay và khoác quốc kỳ Timor-Leste chạy dọc sân Mỹ Đình ăn mừng gây xúc động mạnh với khán giả. Anh cũng chủ động tới nắm tay vận động viên Nguyễn Văn Lai, giành huy chương vàng, và Lê Văn Thao, HCD, để chia vui. Ngoài thành tích ở môn điền kinh, đoàn thể thao Timor-Leste cũng giành thêm một huy chương bạc và một huy chương đồng môn boxing, một huy chương đồng taekwondo. Trong cuộc trò chuyện với Dinh tại Hà Nội, Felisberto chia sẻ, người Việt Nam thân thiện, tốt bụng và hỗ trợ tôi rất nhiều. Điều này khiến trái tim tôi ấm áp. Nam vận động viên cảm thấy bất ngờ và vui khi được quan tâm trên mạng xã hội cũng như ngoài đời. Với Felisberto, Việt Nam như quê hương thứ hai, anh hy vọng có dịp trở lại và sẽ đưa cả gia đình tới đây. Ngoài thi đấu thể thao, Felisberto đang là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh tại Đại học Quốc gia Đông Timor. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.